Đi từ 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng, con khai ma thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 29 tháng 2 năm 2020 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là quý vị đợi chút nha. Đâu mất rồi? Trung bộ bài số 64 Đại Kinh Ma Luân Gia. Tiếp theo từ câu 765 đến 767 sẽ do Thượng Tọa Pháp đang giảng dạy. Mở đầu còn xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thà Chết. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Sau đây, con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Chà. Nam mô Bụt Thà Chà. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư Thánh Văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần cuối của bài kinh Ma Luân Gia. Bài kinh này phần đầu Đức Phật Ngài giải thích về cái sự hiểu biết năm thiền căn. Ở năm hạ phần thí sự, cái sự hiểu biết đó là nhận diện những thí sự này có mặt dưới ba dạng thức là tiềm tàng anusya ngự trị pariyutthana khi sinh khởi hiện ngũ trong tâm và bộc phát quy tích tâm ác
khi thể hiện qua sở hành. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái đoạn sau Đức Phật Ngài giải về phương thức cái đoạn diệt năm hạ phần ký sử. Nên nhận thức thế nào về phương thức đoạn diệt năm hạ phần ký sử? Hành trình để đoạn tận năm hạ phần ký sử được giải như thế nào? Phải chăng sự giác ngộ đòi hỏi cả hai tâm giải thoát và tuệ giải thoát? Thì ở đây là ba câu hỏi gợi ý ở trong cái phần sau của bản kinh. Hôm nay đoạn cuối của bản kinh Malaviya Đại Kinh, chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Bây giờ xin mời cô Kim Ma đọc cho chánh văn của bài học. Sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con kính tri ân thượng hôm nay. Dạ, bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Bài học hôm nay là bài 64 Đại Kinh Malaviya. Tiếp theo từ câu 765. Nên nhận thức thế nào về phương thức đoạn diệt năm hạ phần kiết sử? Đó là hành trình cần sự hiểu biết và quyết tâm. Này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm phần kiết sử? Nếu không thực hành con đường ấy, lộ trình ấy, nhưng năm hạ phần kiết sử được biết rõ, hay được thấy rõ, hay được đoạn trừ, sự tình như vậy không xảy ra. Ví như này Ananda, đối với một cây lớn đứng thẳng có lỗi cây, nếu người ấy không đẽo gọt vỏ trong, không đẽo giác cây, nhưng vẫn có thể đẽo được lỗi cây, sự tình này không xảy ra. Cũng vậy, này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm phần kiết sử? Nếu không thực hành con đường ấy, lộ trình ấy, nhưng năm hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình như vậy không xảy ra. Và này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa đến đoạn trừ năm phần kiết sử? Nếu thực hành con đường ấy, lộ trình ấy, thời năm phần kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình như vậy xảy ra. Ví như này Ananda, đối với một cây lớn đứng thẳng có lỗi cây, nếu người ấy sau khi đẽo vỏ trong, sau khi đẽo giác cây, thời sẽ đẽo được lỗi cây, sự tình này xảy ra. Như vậy này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm phần kiết sử? Nếu thực hành con đường ấy, lộ trình ấy, thời năm phần kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay sẽ được đoạn diệt, sự tình như vậy xảy ra.
Này Ananda, ví như sông Hằng, nước trà, nước đầy tràn, con quả có thể uống được. Rồi một người ốm yếu đi đến và nghĩ rằng sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng với tay của ta, ta sẽ đến bờ bên kia an toàn. Những người ấy không thể sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng với tay của người ấy đến được bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, này Ananda, bất cứ ai khi được giảng pháp để đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ấy không thích thú, không hoan hỷ, không có định tịnh, không có giải thoát, thời vị ấy cần phải được xem là giống người ốm yếu kia. Này Ananda, ví như sông Hằng, nước lớn tràn đầy, con quả có thể uống nước được. Rồi một người lực sĩ đi đến và nghĩ rằng sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng với tay của ta, ta sẽ đến bờ bên kia an toàn. Người ấy có thể sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng với tay của người ấy đến được bên kia, đến được bờ bên kia an toàn. Như vậy, này Ananda, bất cứ ai khi được giảng pháp để được đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ấy thích thú, hoan hỷ, có định tĩnh, có giải thoát, thời vị ấy được xem là giống như người lực sĩ kia. 766 hành trình để đoạn tận năm hạ phần ký sử được dạy như thế nào? Trong bài kinh này, sự tu tập dẫn đến giải thoát bao gồm hai chi: Samatha và Quán Vipassana. Mà qua đó, mỗi giai đoạn thiền chứng đều có thể làm cơ sở khai triển tuệ quán. Và này Ananda, thế nào là con đường, thế nào là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần ký sử? Ở đây, này Ananda, tỳ kheo do Viễn Ly Cát Sanh Y Upati, do đoạn trừ các bất thiện pháp, do làm cho an tịnh thân thô thiển ác hành một cách toàn diện, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly sinh dục, có tầm, có tứ. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy tập trung tâm vào bất giới tử Amitādhatu và nghĩ rằng đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sanh ly, sự ái diệt thô vô tham, diệt đoạn diệt niết bàn. Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, thời do sự đoạn tận năm hạ phần kiếp, vị ấy được hóa sanh nhập niết bàn ở đây, không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Lại nữa, này Ananda, thì kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc thú. Chứng và an trú thiền thứ ba, xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước. Chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ
như bệnh, như cục bú, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy tập trung tâm vào bất tử giới và nghĩ rằng đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, xả ly tất cả sanh y, sự ái diệt vô tham, đoạn diệt niết bàn. Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp hỷ pháp của mình, thời do sự đoạn tận năm phần kiết sử, vị ấy được hóa sanh nhập niết bàn ở đây, không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Lại nữa, này Ananda, tỳ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Vị tỳ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú hư không là chứng và trú hư không vô biên xứ. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Lại nữa, này Ananda, tỳ kheo vượt lên mọi hư không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ như bệnh, như cục bú, như tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy tập trung vào bất tử giới và nghĩ rằng đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sanh y, sự ái diệt vô tham, đoạn diệt niết bàn. Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp hỷ pháp của mình, do sự đoạn tận năm phần kiết sử, vị ấy được hóa sanh nhập niết bàn ở đây, không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm phần kiết sử. 6, 7, 6, phải chăng sự giác ngộ đòi hỏi cả hai tâm giải thoát và tội giải thoát? Đức Phật dạy không nhất thiết như vậy. Theo sớ giải thì ngay cả hai bậc thượng thủ tinh văn thì tôn giả Sariputta thành tựu đạo quả nghiêng về tuệ giác giải thoát, và tôn giả Magolana nghiêng về tâm giải thoát, mặc dù cả hai đều là bậc câu phần giải thoát. Tôn giả Ananda đặc biệt hỏi rõ điểm này trực tiếp từ Đức Phật. Bạch Thế Tôn, nếu đây là con đường, đây là lộ trình đưa sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thời do hành trì như thế nào mà một vị tỳ kheo chứng tâm giải thoát, một số chứng tuệ giải thoát? Ở đây, này Ananda, ta nói do sự sai khác về căn tánh. Và thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng cầm mic.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Cảm ơn cô Khi Ma đã đọc cho cái phần chánh văn. Kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Lễ Đức Phật Tính cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Hôm nay thì chúng ta học tiếp cái bài Đại Kinh Malonkhiya. Thì ở trong cái phần sau này đó thì cái đoạn xuống 764 đó là nên nhận thức như thế để gọi là đoạn trừ năm thượng phần, năm hạ phần kiết sử. Thì chúng ta biết năm hạ, nói đến kiết sử là có 10 pháp tất cả. Nhưng mà năm hạ phần kiết sử là nói đến cái năm kiết sử đầu tiên mà đối với cái bậc thánh tam quả sẽ đoạn tận. Thánh tam quả đoạn tận hoàn toàn. Đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì trước tiên đó là chúng ta nói rằng ở trong phần chánh kinh á, thì chúng ta hiểu như thế nào để gọi là năm cái hạ phần kiết sử. Thì năm hạ phần kiết sử là năm cái phần pháp mà trói buộc làm cho chúng sanh phải khổ đau luân hồi và sanh ở trong cái khổ cảnh, cũng chính vì năm cái pháp hạ phần kiết sử này. Và khi mà mình biết rõ được là chính cái phiền não là cái sợi dây trói buộc làm cho mình một chúng sanh khổ đau luân hồi đó, cho nên là mình tìm cách để mà mình vượt qua. Vượt qua có nghĩa là làm sao để đoạn tận, làm sao để đoạn tận, đoạn diệt được năm cái hạ phần kiết sử, đó là điều quan trọng. Bởi vì chính chúng ta hiểu rằng là ở trong Phật giáo, Đức Phật dạy rằng sở dĩ mà chúng sanh luân hồi sanh tử đó là vì do cái phiền não trói buộc, trong đó có năm cái hạ phần kiết sử này. Bởi vì vậy cho nên là chúng ta nhận thức được cái hạ phần kiết sử đó là cái sợi dây trói buộc làm cho chúng sanh phải luân hồi khổ đau như vậy. Cho nên khi mà mình nhận thức được đó là do phiền não cho nên là mình mới khổ đau là luân hồi sanh tử như vậy. Thì ở đây Đức Phật ngài ví dụ giống như là một cái người mà Đức Phật ngài ví dụ ở đây đó là ví như nè anh Nan đối với một cây lớn đứng thẳng có lỗi cây đó. Thì nếu một người ấy đẽo ở vỏ cây, đẽo giác cây rồi có thể đẽo tên cái lỗi cây thì cũng vậy. Một cái người mà để đi tìm cái lỗi cây đó thì không phải là chỉ ở bên ngoài không, không phải ngoài cái vỏ cây, cái giác cây ngoài, giác cây trong không là đủ. Mà cái tiến trình tu tập của một cái vị hành giả là cần phải có, tức là từ cái mà cái phiền não dễ đoạn tận, dễ đoạn diệt ấy, cho đến cái phiền não khó đoạn diệt, từ cái phiền não nhỏ cho đến cái phiền não lớn, thì lần lượt một cái vị hành giả phải biết được cái mối nguy hại của cái phiền não. Và do vậy đó thì cái vị hành giả đó cần phải biết rõ để làm sao nỗ lực công phu tu tập để đoạn trừ năm cái hạ phần kiết sử đó. Cũng như là một cái người đi tìm lỗi cây vậy đó. Không phải là mình thấy cái giác cây cho là lỗi cây, cũng không phải là thấy cái giác vỏ cây cho là lỗi cây, cũng không phải là thấy cái giác cây trong mà cho là cái lỗi cây. Chừng khi nào là mình đoạn trừ được, mình đoạn trừ được, mình tìm được cái lỗi cây thì thật sự là nó mới mang lại cái kết quả lớn. Cũng như vậy thì nếu như một người mà có một cái sự nỗ lực đó, như là cái ví dụ mà Đức Phật ngài nói ở đây, nếu mà một người có cái sự quyết tâm rồi có cái sự nỗ lực, quyết tâm mà có cái sự nỗ lực, tức là mình giống như trong kinh nói rằng mình có cái ý muốn, mình muốn tu tập để
để được là có cái ý muốn để mà mình muốn tu tập để đạt được cái sự giải thoát, đạt được sự thành tựu. Thì giống như là cái sự mà trong kinh gọi là dục như ý túc vậy, tức là cái ý muốn thiện. Cái thứ hai là mình phải có cái sự nỗ lực, đó là cần như ý túc, tức là mình phải có những cái sự nỗ lực ở trong cái đời sống tu tập của mình, và mình để thành tựu được cái tâm như ý túc và tuệ như ý đó. Thì khi mà mình được thành tựu như vậy thì điều trước tiên là mình phải có cái ý muốn và có cái sự nỗ lực. Và giống như là một cái người dù là ốm yếu hay là dù là một cái người mà khỏe mạnh, thì khi mà mình lội qua cái con sông á, thì mình có cái nỗ lực á, mình có cái quyết tâm, rồi mình có cái sự nỗ lực á, thì có thể là mình có thể lội được qua sông. Đây cũng như là một cái ví dụ của một cái người mà nhận thức được là cái mối nguy hại của năm cái hạ phần kiết sử, và cái sự luân hồi sanh tử khổ đau đó là một cái nhận thức biết rõ được, và mình biết được cái nguyên nhân, cái nguồn cội gây ra cái khổ đau đó, từ đó mình mới có thể là nỗ lực để thực hành. Thì khi mà nói đến Phật giáo á, thì ở đây đó nói rằng là để mà mình đoạn trừ cái phiền não đó, thì đoạn trừ được cái năm cái hạ phần kiết sử đó, thì có hai cái phương pháp tu tập mà trong kinh, trong bài kinh này cũng như là trong truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì chúng ta biết rằng một đó là chúng ta phải nỗ lực thực hành được cái sự thành tựu, gọi là thực hành cái phương pháp cái thiền thì chỉ thì hay là thiền định, tức là Samatha Bhavana. Bởi vì ở đây đó thì như chúng ta biết đó là nếu mà nói đến thiền định hay là thiền chỉ, tức là dụng tâm chú tâm trên một cái đề mục, để rồi từ ở trên cái sự chú tâm đó đó thì nội tâm mới có thể để định tĩnh được. Nội tâm định tĩnh rồi mới tầng lần lượt là mới có thể rằng là từ bỏ hay là lắng dịu đi những cái triền cái, những cái pháp che ngăn ở nội tâm của mình. Thì khi một người mà lắng dịu đi những cái pháp triền cái, nội tâm định tĩnh một cách hoàn toàn, thì điều đó đó là cái tâm được lắng dịu đi những cái pháp triền cái, tâm vượt ra khỏi những cái pháp triền cái, bằng với cái nội tâm định tĩnh của chính mình, thì vị hành giả đó có được cái sự giải thoát mà trong kinh gọi đó là thành tựu được cái gọi là tâm giải thoát, tâm giải thoát chê tô với mục tiết. Thì cái thứ hai nữa đó là để mà một cái vị hành giả tu tập đó bằng cái cách là quán chiếu, tức là nhờ cái đời sống trao dồi quân tập cho mình với cái việc mà tập cho cái tâm của mình có cái chánh niệm tỉnh giác. Như chánh niệm cũng được biết đó là chánh niệm là cái sự mình ghi nhận, mình biết những cái pháp đang diễn ra ở trong thân và tâm của mình, ngay cả cái việc mà hơi thở, ngay cả cái việc cảm thọ, ngay cả cái tâm của mình được suy nghĩ một cái gì đó thì mình ghi nhận biết rõ được như vậy, thì cái đó được gọi là những sự chánh niệm. Còn tỉnh giác á, tức là mình biết rõ được những cái sự diễn biến, giống như là những cái sự mà tỉ mỉ ở trong những sự diễn biến đó đó, thì mình đều biết rõ như vậy, biết rõ trong từng từng khoảnh khắc ngắn ngủi do cái đời sống chánh niệm và tỉnh giác đó, đó thì lâu ngày chày tháng đó, thì cái vị hành giả mới có thể phát sanh được cái tuệ. Tuệ mà ở đây nó có thể nói là tuệ từ thấp lên cao, từ ở cái tuệ sơ đẳng nhất cho đến cái tuệ mà sâu sắc cao siêu nhất đó, để rồi đó là cắt đứt đi những cái phiền não. Thì mà cắt đứt đi những cái phiền não đó, thì tâm cái vị hành giả
vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của phiền não. Tâm vượt ra khỏi sự phiền não đó bằng với cái trí tuệ thì gọi là một cái vị mà có gọi là tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát thì ở đây đó chúng ta thấy rằng như Đức Phật ngài dạy ở đây đó là ở đây này A Nan, vị tỷ kheo do diễn ly sanh y, do đoạn trừ các bất thiện pháp làm cho tâm an tịnh, thân thô ác hành một cách toàn diện, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiện, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh có tầm có tứ. Thì như quý vị biết đó là một cái người mà tu tập thiền đó, để mà trau dồi cái nội tâm của mình, chúng ta thấy là chính Đức Phật cũng vậy, và các vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng vậy, cũng từ ở nơi cái thiền, tức là từ ở cái việc mà trau dồi cái nội tâm bằng thiền của chính mình á, thì cái vị đó mới có thể là chứng đắc được. Thì dĩ nhiên là cái việc mà chứng đắc để thành tựu các cái pháp độ để trở thành một vị thánh giả ở trong cuộc đời này đó, hay là thành Phật đó, gọi là thành Phật, thì trải qua biết bao nhiêu cái công hạnh, bao nhiêu công hạnh. Có nghĩa là mình phải có nhiều cái công hạnh, từ ở nhiều cái công hạnh đó để hỗ trợ cho cái việc mà mình tu tập, trau dồi cái nội tâm á, mới có thể cắt đứt đi những cái phiền não, áp chế những cái phiền não, hay là cắt đứt đi, đoạn trừ những cái phiền não đó, thì vị đó mới có thể là thật sự là có được sự giải thoát. Như là một điều đó là một vị hành giả đó, gọi là để mà chứng thiền thứ nhất đó, thì trước tiên đó là cái vị hành giả phải chuẩn bị ở cho cái nội tâm của mình những cái gọi là cái hoàn cảnh, những cái sự trói buộc, sự ràng buộc của bên ngoài đó, thì cái vị hành giả phải biết tự gạt bỏ qua một bên. Bởi vì nếu như mà mình nói mình tu thiền hay là mình để mà chuyên tâm cho cái việc mà mình trau dồi nội tâm mà mình còn bị vướng bận những cái thế sự ở cuộc đời đó thì cũng khó. Tâm mình nghĩ đến nó, hoặc là mình mặc dù là thân mình diễn ly, tức là thân mình dù là mình có ở một cái nơi thanh vắng, không có bị ràng buộc cái gì đi nữa, không có ràng buộc gia đình, sự nghiệp, của cải, vật chất, rồi danh vọng, địa vị, không có ràng buộc, nhưng mà tâm mình chưa được diễn ly thì cũng không được. Như vậy thì cái tâm của mình thật sự là mình muốn dứt bỏ, muốn dứt bỏ, thì khi đó đó dù là mình theo dõi ở nội tâm, chúng ta thấy rằng một cái người mà một vị hành giả mà đặt trọng tâm vào trong một cái phương pháp thiền tập của chính mình, chẳng hạn như là thiền chỉ, trong thanh tịnh đạo thì nói rằng có nhiều cái đề mục để vị hành giả trau dồi cái nội tâm của mình. Nhưng mà có những cái đề mục đó thì chúng tôi nhớ là lấy cái đề mục đất cũng chẳng hạn, tức là lấy cái miếng đất sét rồi nắn ra đó là độ khoảng đường kính 20 cm, tức là khoảng một gang tay vậy đó. Rồi mình nhìn, mình trụ tâm luôn, nhìn vào miếng đất đó để không xa lắm, tức là để dù không xa lắm mà mình nhìn riết, rồi cái tâm của mình á, mình gom tâm vô trong đó. Rồi riết cái tâm của mình á, ban đầu nó chỉ là cái những cái sự sơ khởi, tức là cái tâm của mình có lúc định tĩnh, rồi nó trở thành những cái ấn tướng, trở thành những cái ấn tướng, rồi trở thành những cái quang tướng, tức là mặc dù là cái vị đó nhắm mắt lại thì cái đề mục đó nó cũng vẫn hiện ra đối với vị đó, mà nó trở thành những cái ánh sáng mà không phải là do cái tưởng tượng, mà đó là do những cái ấn tướng ở buổi ban đầu. Lần lượt đó thì cái vị hành giả đó mới có thể chứng được một trạng thái mà mình hiểu ở đây đó là một trạng thái gọi là do ly dục sinh. Cái tâm của những cái vị đó, đó là không có dướng vô trong, không có bị những cái sắc thinh hương vị xúc pháp và sắc thinh hương vị xúc nó ràng buộc. Chúng thấy như vậy đó
mặc dù là ngũ dục nó không phải là cái gì mà mình chúng ta thấy nó không phải là nó ghê gớm, nó lớn lao gì, nhưng mà chính mà tâm mình dính mắc vô đó thì nó trở thành những cái sự chướng ngại, trở ngại cho cái việc tu tập của chính mình. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, những cái đó nó là đơn thuần ở trong cái đời sống này, nhưng mà rồi cái tâm mà dính mắc vô đó thì nó là vấn đề. Nhưng mà khi mà tâm mà ly dục được, tức là khi mà chúng ta không bị dướng mắt vô đó, thì cái tâm của mình mới thật sự là có được cái sự an tịnh và chứng sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc, các là do ly dục sinh đó, ly dục sinh đó, thì lúc đấy giờ đó là có được cái gọi là chi tầm và chi tứ nó sanh khởi lên. Chi tầm là gì? Chi tầm là hướng đến cái đối tượng, hay hoặc là hướng đến cái đề mục. Chi tứ là mình bám sát vào trong cái đề mục, dính vào trong cái đề mục. Mình có hướng thì mình mới mới có thể là có bám sát vào được. Giống như mắt chúng ta, mà chúng ta nhìn cái gì đó, chúng ta có chú tâm á, thì cũng đã có tầm có tứ. Nhưng lúc bấy giờ nó không phải là cái những cái chi của thiền, nó không phải là cái chi của thiền, nhưng mà nó trở để mà nó trở thành cái chi của thiền đó, thì phải nói là cái nội tâm của một cái vị hành giả có cái sự định tĩnh một mức độ nào đó, thì cái tâm của mình mới có hướng đến cái đối tượng và bám sát với cái đề mục mà mình đang hướng đến. Như vậy thì vị hành giả nó cũng đã chứng được một trạng thái sơ thiền, mà thường là chúng ta nói rằng một vị chứng sơ thiền đó. Rồi từ ở một cái điều đó đó, vị hành giả phát triển tu tập của chính mình, tu tập của chính mình. Với vị ấy đó, nếu mà quán sát rằng các sắc pháp hay là thọ pháp, tưởng pháp, chúng ta thấy nè, sắc đây. Bây giờ mình nếu nói là liên hệ đến cái trong 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 chỉ trong thiền định á, thì cũng có phần tuệ trong, và trong tuệ thì chỉ như có là có một phần định đó, chứ không phải là không có. Cho nên nhờ cái tâm mình định tĩnh, nhờ cái trí tuệ nhạy bén của mình mà mình nhìn vào ở trong chính cái sắc pháp của chính mình, sắc thọ tưởng hành thức này, chúng ta thấy tới cái thân năm uẩn này, đối với một cái vị mà pháp hành á, thì là thường xuyên quán chiếu năm sắc năm uẩn này, tức là quán chiếu danh và sắc này, mà nó sắc tức là thân của chúng ta, còn danh tức là chỉ cho tâm của chúng ta, bao gồm cả cảm thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức, những cái đó đó chúng ta nhìn thấy biết rõ. Thí dụ như bây giờ nè, nói đến sắc thân của chúng ta thì gọi là thân tứ đại, thì đất nước lửa gió, mà mỗi cái hơi thở của chúng ta, một cái vị hành giả nếu mà có tu tập thiền quán thì một vị đó biết được cái hơi thở của mình. Hơi thở nó mặc dù là nó thuộc về thân của chúng ta, nhưng mà qua đó một cái vị quán chiếu đó, thì trên phương diện thiền quán thì vị đấy thấy rõ rằng cái sự xúc giác đó, nó sự xúc giác của hơi thở đi lên đi xuống, đi đa đi vào, thì trong đó nó cũng có đất nước lửa gió trong đó rồi. Và chúng ta thấy rằng sắc của chúng ta nó cũng là đang chịu vô thường. Đang chịu vô thường. Vô thường là sao? Là nó không có đứng yên, nó thay đổi, nó luôn luôn thay đổi, biến diệt sanh diệt thay đổi, đó là vô thường, cả sắc thân của chúng ta. Sự thật ra đó là nếu mà nói trong di diệu pháp á, thì dù là sắc pháp của chúng ta nó sanh diệt chậm hơn là danh pháp 17 sát na đi nữa đó, thì nó cũng đang là sanh diệt, đang sanh diệt, nó đang sanh diệt. Chúng tôi đang nói với các vị ở đây đó thì cũng là đang sanh diệt, đang sanh diệt đó, nó đang sanh diệt. Và do nó sanh diệt, nó thay đổi gì, thì có nghĩa là nó đang chịu cái sự vô thường, rồi nó đang chịu cái sự khổ, đang chịu sự khổ. Khổ là sao? Khổ bởi vì nếu chúng ta có thân á, thì những cái cảm thọ, những cái bức bách của xác thân này nó là khổ. Còn khổ của tâm lý nữa, khổ của tâm lý tức là khổ của nội tâm. Nhiều khi mình nghĩ đến điều gì đó mà nó không hài lòng, nó cũng là nỗi khổ của chính mình, nỗi khổ của nội tâm. Và nhiều khi ở trong nội tâm này, cả thọ, cả tưởng, cả hành, cả thức này nó cũng đang chịu khổ, đang chịu khổ. Nếu một người có chánh niệm thì thấy rõ, biết rõ như vậy.
về thọ cũng vậy, về sắc pháp, về thọ cũng vậy. Cái cảm thọ này đó nó cũng là vô thường. Quý vị thấy là khi mà mình dù là cảm thọ của thân hay là cảm thọ của tâm thì nó cũng có trong chốc lát thôi, nó biến đổi vậy. Một lúc thì chúng ta thọ lạc của sắc thân, một lúc thì chúng ta cảm thấy hân hoan của tâm lý, tức là thọ ý. Rồi một lúc thì chúng ta thấy phiền muộn không hài lòng của tâm lý. Một lúc thì chúng ta lại thấy rằng là cái trạng thái gọi là đau khổ của cái thân này, nơi này nó đau nhất, cái kia nó đau nhất, nó khổ. Rồi ở có một lúc nào đó thì cái trạng thái ở nội tâm của mình ở mức độ nó không phải là ký nghĩa là không có hỷ cũng không lạc, không thọ cũng không, không khổ cũng không ưu. Bây giờ đó là trạng thái của ở nội tâm của thọ xả. Mà chúng ta thấy là những cái trạng thái như vậy đó thì nó cũng là đang biến đổi, và nó cũng đang là khổ, dù là thọ hay là sắc hay là tưởng. Cái điều mà chúng ta nghĩ, dù là chúng ta nghĩ tưởng đến những cái cảnh quá khứ đã qua, tức là cái cảnh qua nó trở thành vị lai, quá khứ đã qua, rồi là hiện tại, rồi ở trong tương lai cũng vậy, thì cái gì nó cũng vậy. Cái suy nghĩ của mình á, dù là cái điều mà chúng ta suy nghĩ, cảnh nó đã qua đi nữa, nó trở thành cảnh quá khứ rồi, nó có những cái mà chúng ta kinh nghiệm tưởng lại chính nó, rồi trở thành một cái chúng ta suy nghĩ về ở chính nó, thì những cái suy nghĩ đó nó cũng biến diệt, nó cũng khổ, cũng vô thường. Chúng ta thấy rõ như vậy. Rồi trong mọi cái trạng thái ở nội tâm của chúng ta cũng vậy, nó cũng thay đổi và cũng khổ, cũng không có một cái gì mà chắc thật. Rồi ở trong cái nhận thức của chính mình, cái nhận thức của chính mình, tức là cái tâm của mình nhận thức, dù qua là mắt hay là thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, nó cũng đều là vô thường, cũng đều là khổ. Nếu ai nhận thức được là vô thường khổ, và mần nhận thức được đó là đúng rõ ràng là không có một cái tự ngã, như là trong kinh gọi là bảo rằng là, như là Đức Phật đã nói đó là, hỏi Sách Cha Cá rằng là nếu ông bảo là có cái tự ngã của chính mình á, thì ông hãy bảo đó là đừng có bệnh, đừng có già, đừng có đau, đừng có chết, đừng có buồn phiền, đừng cái gì hết. Thì nó có làm được như ông nghĩ không? Thì rõ ràng là không làm được như mình nghĩ, như ông nghĩ. Thì ông đừng nói rằng ở trong đó nó có một cái thực thể, trong đó nó có một cái tự ngã ở trong đó. Không có cái gì tự ngã. Mà ở đây vốn các pháp đó đều là do duyên sinh. Đều là do duyên sinh. Tức là nó hội đủ, nói trong Phật Pháp đó, nó hội đủ những cái điều kiện thì tự động nó sẽ sanh khởi. Cho nên không có một cái gì thực thể trong đó gọi là tự ngã. Mà Phật giáo cho rằng, Đức Phật cho rằng các pháp đều là vô thường, các pháp đều là khổ, các pháp đều là vô ngã. Với một cái vị mà quán chiếu như vậy, thấy rõ như vậy đó, thì từ đó cái tâm của một cái vị hành giả mới có thể xả ly, diệt trừ được, hay là ở nội tâm ở đây đó là tịch tịnh, đây là di diệu, đây là, tức là sự an chỉ tất cả các hành, sự xả ly tất cả các sanh ly, diệt tham ái, vô tham đoạn diệt niết bàn, ví dụ như vậy. Thì giờ chúng ta thấy rằng là chỉ có cái tâm của mình là trói buộc chính mình, cái tâm là do tham ái, tham ái của thức nhận, thức nhận thức của các cảnh, tâm mình nhận thức các cảnh, mình tham ái bởi sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc gì đó, cho nên là mình mới đắm nhiễm vào cái chính đó, và từ đó nó mới có gọi là có cái sự hiện khởi ở trên cuộc đời này. Chúng ta có mặt trong cuộc đời này do ái tham, do vô minh, do chấp thủ. Và khi mà một vị mà thấy rõ rằng là sự tịch tịnh không rỗng không, các pháp đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, cho nên là vị đó đoạn diệt được cái phiền não, đặc biệt là ái tham, đoạn trừ được
ái tham, để gọi là ái được diệt, vô tham đoạn diệt, thì vị ấy mới có thể chứng được niết bàn. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng một cái vị tỳ kheo đó, dù gì đi nữa thì nếu mà nói trên phương diện thiền quán, thì một vị hành giả làm sao để quán chiếu thấy rõ được cái chín năm quẩn của chính mình, thông qua năm quẩn đó mà thấy rõ được là vô thường ở trong chín năm quẩn, khổ ở trong chín năm quẩn, và vô ngã rỗng không, vô vốn là rỗng không của năm quẩn này, thì vị đó mới có thể xa lìa được được gọi là ái tham ngã chấp ở trong chính đó. Và này nọ đó là đối với một cái vị mà tu tập thiền từ chỉ mà quán đó, qua quán đó, thì chúng ta thấy rằng một vị thứ hai mà chứng thiền thứ hai đó, lại nữa là một vị tỳ kheo diệt trừ tầm tứ chứng và thì trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ, một nội tâm định tĩnh, nội tâm tĩnh định, nhất tâm ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm thọ lạc, mà các bậc thánh gọi là xả niệm trú lạc chứng và trú thiền thứ ba. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây đó là cái nội tâm của một cái vị hành giả đó, trú thiền thứ hai là do định sinh, tức là cái nội tâm bây giờ đó nó sẽ là đạt được một cái định, mà định sinh ở đây đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng định đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái mà nó sơ khởi, định có những cái sơ khởi, nhưng mà có những định đó, thì đi vào trong chuyên sâu, đi vào trong chuyên sâu, thì lúc bấy giờ cái nội tâm nó mới có thể là bỏ đi cái hỷ lạc mà khi nãy đó, bỏ đi cái hỷ lạc khi nãy đó, cái hỷ lạc mà chúng ta thấy gọi là cái hỷ lạc mà còn sơ khởi hay là nó còn thô, thì bấy giờ nó mới có thể ly hỷ, bỏ ly hỷ trú xả. Thì nội tâm mà ly hỷ trú xả ở đây đó là một trạng thâm hết sức thuần tịnh ở trong nội tâm, và vị ấy chứng thiền thứ ba, mà gọi là một cái vị mà lần lượt đó là vị ấy mới có thể là chứng thiền thứ ba rồi chứng thiền thứ tư. Khi mà nội tâm được định tĩnh như vậy đó, thì cái tâm của vị đó thật sự là thanh tịnh, thanh tịnh hoàn toàn. Thì đường nào đó chúng ta thấy rằng một điều đó là đối với trên phương diện pháp hành đó, một vị hành giả luôn luôn thấy rõ rằng đối với cái nội tâm của mình thật sự là định tĩnh, và khi mà quán chiếu đối với năm quẩn của chính mình đó, thì vị hành đã thấy rằng dù là sắc, dù là thọ, hay là tưởng, hay là hành đi nữa, thì nó cũng đều đều là vô thường, đều là khổ, đều là như là nói là như là một bộ ung nhọt, hay là đều là cái không có cái gì mà chắc thật ở trong đó, tức là vô ngã. Thì khi nào mà cái tâm của mình tâm một cái vị hành giả mà xả ly hết tất cả, không có chấp bất cứ cái thứ gì ở trong cuộc đời này liên quan đến với năm quẩn này, thì vị đó mới có thể là đạt được cái gọi là cảnh giới bất tử. Mà chúng ta thấy rằng nếu mà nói rằng ở trong dục giới thì ái ở trong cõi dục giới, chúng sanh mà ái đối với là ưa thích ở đối với ngũ dục sắc thinh hương vị xúc á, thì chúng sanh tái sanh ở trong cõi dục, rồi chúng sanh nó là dướng mắt ở trong cái cõi sắc, hay là dính mắt ở trong cái thiền sắc á, thì nó vẫn còn ở trong cái dính mắt ở trong cái thiền sắc đó. Rồi chúng sanh nó vượt lên trên con sắc tưởng để trú vô tưởng đó, vô sắc đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là vị ấy mặc dù là khi mà bỏ cái sắc tưởng để mà bước lên trên cái gọi là vô tưởng đó, thì đối với một cái vị hành giả thì phải nói rằng là phải thật sự là bỏ lần lượt
bỏ từ ở cái chấp sắc tưởng, rồi là trú vô sắc, vị ấy vượt ra khỏi vô sắc thì vị ấy mới có thể lần lượt từ bỏ được, đoạn trừ được cái tham ái mà trong kinh gọi là dục ái, sắc ái hoặc là vô sắc ái, thì vị ấy mới có thể là đoạn trừ được. Thì ở đây đó, khi mà nói đến một cái chặng đường tu tập của một vị hành giả đó, thì để mà cái tâm mà đạt được cái sự giải thoát thì dĩ nhiên là phải vượt ra khỏi những cái pháp truyền cái, tức là nhờ tâm định tĩnh. Mình thấy rằng các vị đệ tử của Đức Phật đó là có những vị đó là tức là quán chiếu mà chứng quả vị A-la-hán, tức là do có cái tệ quán. Rồi có những vị đó là vừa chứng đắc thiền định, tức là thiền chỉ, tức là có cái tâm giải thoát, và vừa là chứng quả vị A-la-hán luôn, tức là mình gọi là cái vị mà đạt được cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát, vân vân. Thì đối với đệ tử của Đức Phật là như vậy, có những vị là những cái sở chứng, là những sự thành tựu của một cái vị thánh giả là như vậy. Và Đức Phật dạy rằng là nói như một điều đó, thì thường thường đó chúng ta được nghe đó là Đức Phật có hai cái vị đại thượng thủ thinh văn, một vị là ngài Xá Lợi Phất và một vị là ngài Mục Kiền Liên. Thì chúng ta cũng được biết ngài Mục Kiền Liên được xem như là vị đệ nhất về thần thông, mà ngài Xá Lợi Phất thì được xem như là đệ nhất về trí tuệ. Nói như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy là cả hai bậc thánh giả, cả hai vị thượng thủ tinh văn thì cũng đều là chứng quả vị A-la-hán. Nhưng mà cái ưu điểm mỗi một vị, và mỗi một vị có một cái khả năng riêng ở trong cái điều mà Đức Phật ngài dạy. Và đối với cái đời sống tu tập thì rõ ràng là khi mà mình thành tựu cả hai cái sự giải thoát, tức là tâm giải thoát và tuệ giải thoát, thì điều đó là đối với các vị thánh giả, đặc biệt là các vị thượng thủ tinh văn, đều có thể đạt được hết, đạt được hết. Thì như vậy thì khi mà một cái vị mà chứng đắc được đó, giống như là một cái vị mà chứng quả tu đầu quần đó, có những vị đó là chứng tu quả tu đầu quần rồi một thời gian sau rồi mới chứng nữa, hoặc là có những vị chứng rồi tu đầu quần rồi đến kiếp sau nữa mới chứng. Nhưng mà có vị thì chứng một cái là tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm và a la hán, thì các vị đó chứng một loạt luôn, chứng một loạt luôn. Thì khi mà chứng quả vị tu đầu quần thì dĩ nhiên nó là cái tâm nó hoàn toàn thấy được niết bàn, mặc dù là thấy niết bàn ở cái phần ở cái sự xa xa đi nữa, nhưng mà ít ra là cái vị này cũng thấy được niết bàn, đoạn được cái thân kiến hoài nghi và giới cấm tụ. Rồi lần lượt đến cái bậc tam quả thì mới đoạn trừ được dục ái và sân. Thì khi mà đoạn trừ được năm cái hạ phần kiết sử mà ở đây chúng ta nói đến, tức là năm cái thượng phần kiết sử, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Còn cái năm cái hạ phần kiết sử đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, thì bậc tu đầu quần đã đoạn trừ. Rồi bậc nhị quả thì làm bụi lượt giảm nhẹ thôi. Nhưng mà bậc tam quả thì đoạn trừ luôn cả dục ái và sân. Thì khi mà đoạn trừ đó hoàn toàn thì vị ấy trở thành một bậc gọi là bậc tam quả, hay ở trong kinh gọi đó là bậc bất lai, tức là vị đó không có tái sanh lại cõi dục nữa. Mà nếu chưa được giải thoát, chưa có trở thành bậc vô sanh á, thì vị đấy có thể sanh về các cái cõi tịnh cư thiên, rồi từ đó mới có thể là tu tập giải thoát luôn, hoàn toàn niết bàn hoàn toàn luôn. Thì đây là một trong những cái điều mà chúng tôi chia sẻ ở trong cái thời gian cho phép, chúng tôi xin chia sẻ cái nội dung của bài kinh này. Thời gian còn lại đó thì sẽ để dành chư chung tôn đức chia sẻ bàn sâu rộng thêm, để chúng ta hiểu rõ được ở trong cái nội dung của cái đoạn kinh sau này, bài kinh Ma Luân Ký Giá này. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước chư dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc,
Chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Sa thú kính trân Thư Tập Pháp Tân. Bạch Sư Tôn Đức và Thư Quý Tự Hữu Thư Tập Thư Siêu, hôm nay sau một ngày dài làm việc hơi mệt, chúng tôi có thỉnh Thư Tập Thư Siêu đi nghỉ. Và bây giờ thì xin được bước qua phần thảo luận. Hôm nay thì thay vì thảo luận giữa Chư Tăng thì chúng tôi muốn nêu là các câu trắc nghiệm. Học rằng những câu trắc nghiệm này khiến cho bài nội dung của bài học trở nên rõ ràng hơn với tất cả chúng ta. Thưa tọa Tuệ Quyền, thưa tọa có mặt ở trước máy không? Nếu được thỉnh thưa tọa Tuệ Quyền hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Xin hỏi thưa tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Có lẽ thưa tọa Tuệ Quyền không nghe được. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Ồ dạ có thưa tọa Tuệ Quyền rồi. Mời quý Phật tử hoan hỷ trả lời cho câu trắc nghiệm số 1. Điều nào sau đây đúng khi nói về năm hạ phần kiết sử? A. Đó là những kiết sử thô so với thượng phần kiết sử. Tức là mình có 10 kiết sử nhưng mà hạ phần kiết sử thì nó thô hơn là thượng phần kiết sử. B. Đó là những kiết sử cực thịnh ở trong dục giới. Ví dụ giới cấm thủ, hoài nghi, thân kiến hoài nghi với cấm thủ, dục ái và sân chẳng hạn. Thì nó cực thịnh ở trong cõi dục giới. C là chỉ có bậc thánh Tâu và A-na-hàm ở đoạn tận năm hạ phần kiết sử. D là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền hoan hỷ cho đọc. Nam mô Bụt-tha-ya, nam mô Tham-ma-ya, nam mô Sang-kha-ya. Thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng Tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thường Tòa Giác Đẳng, Phường Tòa Pháp Đăng, Thường Tòa Pháp Tân, Thường Tòa Minh Hạnh, để Đức Phật Tính Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý tu nữ cùng Chư Phật tử và kính chào Sư Tự Tri. Và cái câu thảo luận số 1 hỏi rằng, trắc nghiệm số 1 hỏi rằng, điều nào sau đây đúng khi nói về năm hạ phần kiết sử? A. Đó là những kiết sử thô với năm thượng phần kiết sử. B. Đó là những kiết sử cực thịnh trong dục giới. C. Chỉ có bậc thánh Tam Quả A-na-hàm mới đoạn tận năm kiết sử này. Và D. Là các bác câu trên đều đúng. Thì quả thật như vậy, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta biết nói về năm, coi như là khi nói về năm hạ phần kiết sử thì chúng ta thấy là thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân, thì ở đây chính là năm cái điều mà tất cả chúng sinh bị phải bị hệ lụy, phải bị ngâm tẩm, phải bị trói buộc, phải bị chung, tức là chúng ta nằm vòng quanh trong đó. Và nó ở trong chính những kiết sử này, nó rất là kính thưa quý vị, nó rất là thô thiển. Bởi vì sao chúng ta gọi đó đúng mà thường tỏ nó cũng như đó là những cái sự thô. Cái sự thô đó chính là khi mà thí dụ giờ chúng ta nhớ, thí dụ như là thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân, thì tất cả những cái đó bằng một cái tâm mà thường tình ngâm tẩm của chúng sinh, là chúng sinh bị rối buộc hết ở trong cái sắc đẹp, trong cái tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, vân vân, thì chúng ta bị bám chấp ở trong cái ái tham đó. Và thế là hay hoặc là chúng ta bị một cái thân kiến, tức là chúng ta có cái sự suy nghĩ như thế này như thế kia, rồi ngay cả luôn là hoài nghi, và ở đó những cái nói chung là về cái ác dục ái của chúng ta nó hướng tới ở trong cõi dục này, về sắc cũng như về cái tinh thần, nhưng nó bị một sự trói buộc lớn. Yeah. Cho nên câu A thì đó chính là một cái năm kiết sử đó, tức là khi mà điều nào sau đây nói về năm hạ phần kiết sử thì đó là những kiết sử thô so với năm thượng phần kiết sử, là đúng như vậy. Và B, đó là những kiết sử cực thịnh trong dục giới, thì đúng như vậy.
Quả thật thì ở ở cái tầng thánh cao cấp hay ngã cao hơn nữa, đối với các vị họ họ ở cái tầng thánh cao hay hoặc là các cái vị chứng thiền nhập thiền thì chúng ta thấy họ ngăn chặn được những cái đặc biệt, tức là họ ngăn chặn được, họ đè nén được cái dục trong một thời gian mà họ chứng thiền, họ đang chứng thiền đó, thì chúng ta thấy là nó kết sự ở dục giới này hay là ở cái những cái gì mà đối diện với ở trong cái cõi dục, thì những cái đó nó rất là mạnh mẽ, cho nên gọi là cái chữ cực thịnh thì cũng đúng là coi như nó phát triển mạnh vô cùng lớn. Mà chúng sinh thì nó chạy lên quanh cũng không vướng khỏi cái chuyện này tu tập, bởi vì quý vị biết là cái sự buông bỏ hay là cái sự diệt trừ của tham ái đó, mà để mà ở cấp cao nữa đó thì phải nói rằng ngay cả ở trong cái chấp hữu chấp ngã chấp cái luân hồi họ cũng không còn vượt qua, học sợ. Bởi vì tại sao mà cái nói rằng chỉ có vị thánh A La Hàm, đó cái câu C đó, bị thánh A La Hàm, thì câu B cũng đúng với cái ý nghĩa của năm hợp phần kiết sử, và câu C thì quá đúng rồi. Thì đối với bậc tam quả thì bị ấy mới chứng diệt trừ được dục ái và sân, chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Cho nên ai mà nói chuyện lơ mơ la ma mà nói rằng bây giờ tôi tu riết, bây giờ tôi diệt được sân rồi, tôi diệt được dục rồi, hay hoặc là người ta nói tiệt dục này tiệt dục nọ, phải nói rằng là họ chưa hiểu biết được một cách tường tận thế nào là dục nữa, thế nào cái dục ở trong cõi dục giới và cái dục ở dục sắc giới và dục ở vô sắc giới, họ chưa hiểu. Nhưng ở đây năm hợp phần ký sử này thì nó nằm ở cõi dục giới, thì nó thô thiển và nó nằm siêu quanh. Kính thưa quý vị, cái dục ở trong sắc giới, cái dục ở trong vô sắc giới nó còn khác nữa, và nó một cách cao cấp nữa, tức chính là ngay cả các vị ta chứng tới nhị quả, chúng ta tạm gọi tức là tư đà hàm á, thì cũng chưa chấm dứt. Bởi vì tức là tầng thánh thứ hai đó mà còn chưa diệt trừ nữa, thì ở đây là chúng ta biết nó rất là khó, chứ không phải chuyện mà dễ dàng như chúng ta thấy. Cho nên hỏi rằng và câu D là cả ba câu trên đều đúng, thì sẽ đáp án chính là câu D. Xin chúc mừng đến nghĩa hàng học trong 11 là D, rồi Diệu Giác là D, Trần Đạo là D, Phong Lan là D và Hoa Nguyệt là D, Buông Bỏ là D, Pháp Lữ là D, Châu Phan là D, và tất cả đã trả lời D. Con kính cùng thượng thỉnh thượng tọa quay trở lại, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cùng thỉnh ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Sa thủ cái trường thượng tọa thượng quyền thượng tọa đại đức Pháp Tính đây, giờ không thấy đại đức Pháp Tính, không thấy đại đức Pháp Tính được trong rục. Thượng Tân có biết thượng tọa Tân có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tân nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trở lại để cho đáp án câu trắc nghiệm. Xin thỉnh thượng tọa Tân hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Tại sao Đức Thế Tôn đặc biệt đề cập đến thiền chứng sắc giới và vô sắc giới khi nói về hành trình đoạn tận năm hạ phần kiết sử? A. Vì các thiền chứng sắc và vượt khỏi cảnh giới quen thuộc của năm hạ phần kiết sử, tức là cảnh dục giới. B. Vì các con không có ngã chấp. C. Vì không có thiền chứng sắc giới vô sắc thì không thể nào chứng tứ quả vô sanh. D. Là vì thiền quán luôn luôn phải đi với thiền chỉ. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rừng.
Giờ đây chúng ta qua cái câu trắc nghiệm số 2. Tại sao Đức Thế Tôn đặc biệt đề cập đến thị chứng vô sắc, sắc và vô sắc khi nói về hành trình đoạn tận năm hạ phần kiết sử? A đó là gì? Thiền chứng sắc và vô sắc vượt ra cảnh giới quen thuộc của năm hạ phần kiết sử, dục giới. B là vì các cõi phạm thiên không có ngã chấp. C là vì không có thiền chứng sắc và vô sắc thì không thể nào chứng được quả vô sanh. D là vì thiền quán luôn luôn phải đi với thiền chỉ. Cái phần này đó thì chúng ta thấy cái câu A đó là gì, gọi là năm hạ, ở đây gọi là Đức Thế Tôn đề cập đến, gọi là đặc biệt đề cập đến thiền chứng sắc và vô sắc khi nói về hành trình đoạn từ năm, đoạn tận năm hạ phần kiết sử đó. A là gì? Thiền chứng sắc và vô sắc vượt ra cảnh giới quen thuộc của năm hạ phần kiết sử. Thì chúng ta để ý cái năm hạ phần kiết sử gồm có cái gì? Năm hạ phần kiết sử gồm là thân kiến, rồi hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Dục ái và sân. Thì cái này đó chúng ta thấy rằng là nếu mà nói đó dục ái, tức là nói đến liên quan đến ngũ dục. Sân thì những cái vị mà chứng thiền á, thì người ta thường thường á, là người ta chứng thiền, mà chứng thiền á, là thường thường là người ta chứng thiền tam tứ thiền á, thì người ta không có sân, không có sân. Thì bây giờ á, là khi mà nói rằng một cái vị mà vượt lên trên sắc thiền, sắc thiền chứng sắc và vô sắc á, để đó là cái thói quen của thuộc của năm hạ phần kiết sử. Thì chúng ta thấy năm hạ phần kiết sử nó liên quan đến cái cảnh giới như thế này. Cảnh giới là gọi là nếu như mà mình sống ở trong cõi dục á, thì mình hưởng thụ đối với năm dục. Còn nếu mà nói rằng là vượt lên, đề cập đến sắc giới hoặc là vô sắc giới á, là vượt lên trên dục, nhưng mà còn nó liên quan đến cái sân, nó liên quan đến cái nhiều thứ ở trong cái cuộc đời này, trong cái thế gian này. Và vì vậy đó cho nên là nếu mà nói là thiền chứng sắc và vô sắc vượt ra khỏi cảnh giới quen thuộc của năm hạ phần kiết sử, thì điều này chúng ta tạm thời là biết như vậy đi. Bây giờ chúng ta nói đến cái câu B đó là vì các cõi phạm thiên không có ngã chấp, thì cái điều này nó không đúng, nó không hẳn mà là như vậy. Bởi vì các cõi phạm thiên á, ngoại trừ những cái bậc thánh mà đoạn trừ hết các cái ngã chấp á, thì những cái vị đó người ta không có cái ngã chấp thôi. Còn là nếu mình nói các vị phạm thiên á, thì trong đó có phạm thiên phàm phu, nhưng mà có phạm thiên thánh nhân. Ví dụ các bậc thánh mà sanh về các cái cảnh giới đó, thì các bậc thánh đó là mặc dù gọi là phạm thiên, nhưng mà vị đó ở cõi phạm thiên sắc hoặc là vô sắc, nhưng mà các vị đó là thánh nhân. Cũng tùy bậc thánh thôi, cũng tùy cõi mà có những cái bậc thánh đó. Ví dụ như cõi phạm thiên sắc giới, ví dụ như là cõi tịnh cư thiên, vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc cứu cánh, thì trong đó không có phàm phu, chỉ có bậc thánh tam quả, rồi có bậc thánh tứ đạo, rồi bậc thánh tứ quả. Thì nếu có thì là như vậy. Nhưng mà nói là một cái vị phạm thiên không có ngã chấp á, thì nó không có đúng, nó không có đúng hoàn toàn. Cho nên là chúng ta không có chọn cái câu B này. Còn cái câu C đó là gì? Không có thiền chứng vô sắc, sắc và vô sắc á, thì không thể nào chứng đến tứ quả vô sanh.
Thì khi mà mình nói đến cái thiền này đó, thì chúng ta có nhớ rằng là có những vị thánh đệ tử của Đức Phật đó là không có chứng thiền chỉ, không có chứng thiền định, không có chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, mà là do quán chiếu đó. Rồi vị ấy chứng quả vô sanh luôn. Cho nên là các vị ấy cũng không có qua cái thiền này, mà vị ấy cũng đã là đạt được cái quả vô sanh rồi, không có liên quan đến những cái thiền này. Cho nên là trong bậc thánh thì có những vị mà chứng cả có thiền, chứng được thiền chỉ, rồi chứng quả vị thánh nhân do thành tựu được cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Nhưng mà có vị thì cũng chỉ có tuệ giải thoát, tức là do quán chiếu mà chứng đắc quả vô sanh luôn. Rồi cái câu D ở đây đó là vì thiền quán luôn phải đi với thiền chỉ. Thì cái chuyện này đó thì nếu mà mình nói thiền quán đi luôn với thiền chỉ thì thực sự sự ra thì trong quán thì nó cũng phải có cái định tâm ở trong, và trong chỉ thì cũng phải có, khi mà thành tựu thì chúng tôi nghĩ rằng cũng có cái tuệ ở trong đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà điều này đó thì nếu mà nói quán mà đi trong với thiền quán đi luôn với thiền chỉ đó, thì chẳng lẽ là những vị mà đắc thiền do quán chiếu mà chứng thì chẳng lẽ là cũng có thiền chỉ ở trong? Rồi nếu mà nói những vị mà chứng đắc cả hai thì chúng ta nói như vậy thì cũng chưa có hoàn toàn hết. Thì điều này chúng tôi nghĩ rằng không có chọn cái câu D nữa, không chọn câu câu C, và cũng không có chọn cái câu B, mà có thể là chọn ở trong cái câu A là nó hợp lý hơn. Là vì là các chúng sắc và vô vượt ra khỏi những cái cảnh giới quen thuộc của năm hạ phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, thì chúng ta mới nói có thể là nói đến cái năm cái thượng phần kiết sử kiết tiếp kế tiếp, mà đây là đang nói là năm cái hạ phần kiết sử, tức là năm cái kiết sử đầu tiên mà vị thánh giả đoạn trừ được. Thì chúng tôi nghĩ rằng chọn cái câu A để làm cái nó hợp lý hơn, tức là làm cái đáp án thì nó hợp lý hơn. Thì chúng tôi xin chọn cái câu A để làm đáp án. Quý vị ở đây thấy, con không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng có chọn cái câu nào khác hay không, riêng con thì con chọn cái câu A. Con kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Sao thủ ký trường Thượng Tọa Pháp Tịnh, Thượng Tọa Pháp đang nghe Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa đang nghe được, kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp đang nghe được không? Quý vị Phật tử có, dạ, đại đức Pháp Tính, đại đức Tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh đừng hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Dạ vâng. Mời quý vị được trả lời cho có trắc nghiệm số 3. Câu hỏi đây là, có phải đầy đủ các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới để thành tựu tuệ giác? Ở trong bài kinh này Đức Phật thì có đề cập đến chứng đắc tuệ giác, và Ngài có đề cập đến các tầng thiền. À, đúng vậy. Nên Đức Phật đã lược kê từ sơ thiền đến thiền vô sở hữu xứ. B, không hẳn. Như trong bài kinh này đề cập, ngay cả một vị chứng sơ thiền nhưng dùng sở đắc để quán chiếu thì cũng chứng đắc tuệ giác. C, đúng vậy. Ngày nay người tu thiền chỉ nơi ngày nay người ít người tu thiền chỉ, ít người tu samatha, nên không ai chứng đạo quả. D là không đúng. Thiền chỉ không có giá trị gì cho sự giác ngộ giải thoát. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh đại đức Pháp Tính hoàn thiện cho đáp án. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng tọa Nhất Đẳng, Thượng tọa Tùy Quyền, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết nhiều lời rõ. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Ở trong câu trắc nghiệm số 3, có hỏi rằng có phải chứng đắc đầy đủ các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới để thành tựu thể giác. Vậy thì câu hỏi thì đưa ra như vậy, và chúng ta có bốn cái đáp án. Cái đáp án thứ nhất là đúng vậy, nên Đức Phật đã lược kê từ sơ thiền đến vô sở hữu xứ. Thì kính thưa quý vị, đối với đời sống tu tập thì quý vị thấy rằng có khi là do cái hạnh nguyện, có khi là do cái phước ba la mật. Thành ra đó, có vị thì chứng đắc được những cái tầng thiền định mà từ sơ thiền đến ngũ thiền, hoặc là vượt lên khỏi thiền sắc giới, có nghĩa là chứng được thiền sắc giới luôn. Rồi cái vị đó rồi phát triển tệ quán để mà đoạn trừ được lậu hoặc, trở thành vị A-la-hán, giải thoát, giác ngộ, thành tựu tuệ giải thoát đó. Nhưng mà cũng có vị chỉ có làm khô phiền não thôi, mà chúng ta thường nghe Ngài Tệ Siêu giảng A-la-hán thiền khô. A-la-hán thiền khô có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái vị đó là chỉ có làm khô phiền não. Khô phiền não có nghĩa là đoạn trừ được phiền não, nhưng mà cái vị đó không có chứng đắc được những cái tầng thiền ở trong cái khoảng thời gian tu tập đó. Thành ra chúng ta thấy rằng có vị thì có thiền và tuệ giải thoát, có vị thì chỉ có tuệ giải thoát thôi, không có thiền đó. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng câu A này chưa có đúng là như vậy. Còn không hẳn, như trong bài kinh này đề cập ngay cả một vị chỉ chứng sơ thiền, dùng sở đắc của mình để quán chiếu cũng chứng đắc tự giác. Thì cũng như là chúng ta thấy rằng đối với các vị đệ tử của Đức Phật, hoặc là ngay cả những người cư sĩ trong thời Đức Phật cũng có nữa, thì có vị chỉ chứng sơ thiền thôi, chứng thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng có những vị tứ đạo sơ thiền, hoặc là tứ quả sơ thiền. Ở trong cái bản nêu cái diệu pháp chúng ta học đấy, chúng ta thấy có những cái điều đó. Thành ra đó, có những vị chứng sơ thiền, chứng đắc đạo quả, có vị thì không có chứng đắc được thiền, nhưng mà đoạn trừ được phiền não. Thành ra có rất là nhiều cái trường hợp. Rồi đáp án C, đúng vậy, ngày nay ít người tu thiền chỉ nên không ai chứng đạo quả. Cái điều này thì coi như là nó không có thích hợp với việc, có nghĩa là ngày nay mình tu thiền quán hoặc là mình tu thiền chỉ, nếu mình đủ bạc hoặc là mình tu tập đúng cái đường lối, thì coi như là mình sẽ đạt đến cái sự giải thoát giác ngộ. D, không đúng. Thiền chỉ không giá trị cho sự giác ngộ giải thoát. Thiền chỉ thì chúng ta khi mà chúng ta tu tập về thiền chỉ thì quý vị thấy rằng coi như là chỉ có đè nén được phiền não thôi, chúng ta chưa có bứng gốc được phiền não. Vậy thì trong bốn cái đáp án này, chúng ta phải coi kỹ lại cái câu hỏi. Có phải chứng đắc đầy đủ các cái tầng thiền, sắc giới và vô sắc giới để thành tựu tuệ giải thoát, phải không? Vậy thì đáp án A thì không có đúng rồi. Còn đáp án B, không hẳn. Trong khi trong bài kinh này đề cập đến một cái vị chỉ chứng sơ thiền thôi, nhưng mà dùng cái sở đắc của mình để mà quán chiếu thì cũng chứng đắc tự giác. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này hỏi rằng có phải là mình chứng đắc đầy đủ các tầng thiền mình mới thành tựu cái tuệ giải thoát
tuệ giác của mình phải như vậy không? Thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án B, vì cái đáp án B nói rằng là không hẳn, là không hẳn. Có nghĩa là có người chứng sơ thiền cũng giải thoát, phát triển được tuệ quán của mình cũng giải thoát. Có người không có chứng được thiền cũng phát triển tuệ quán của mình dẫn đến giải thoát. Có người chứng ngũ thiền vân vân. Đó, thành ra không hẳn là phải, không phải là chứng hết tất cả các tầng thiền mình mới thành tựu tuệ giải thoát. Vậy thì ở trong đây chúng ta chọn cái câu B, cái đáp án B nó sẽ thích hợp cho cái câu. Con kính bạch thượng tọa, con chọn cái đáp án B làm câu trả lời. Và đa phần thì thấy các vị đều chọn đáp án B hết. Vậy thì nếu nếu chúng tôi đúng thì quý vị đúng theo chúng tôi. Dạ, bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú kính thưa thượng tọa, chỉ xin thưa đại đức pháp tính, không biết thượng tọa pháp đăng thượng tọa có mặt ở trước máy mà thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa pháp đăng có thể cầm mic xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Dạ vâng. Mời quý vị tự trả lời cho câu trắc nghiệm số 5, số 4. Sự chứng đắc tuệ giác mang đặc tính nào sao đây? Tuệ giác ở đây tức là chúng ta nói đạo quả, chúng ta nói thấy rõ chân tướng các pháp. A là sự an tịnh đặc biệt, nội tại đặc biệt của định lực. Dạ, tức là tối thiểu thì cũng phải có 5 cái chi là tầm tứ hy lạc định. Dạ, tầm tứ hy lạc định là nó đối thiểu với 5 pháp cái. Cái là tham dục, sân độc, hung trầm, chủ miên, phóng dật. Thật ra luôn luôn đó, là một cái vị mà thành tựu tự giác là có sự an tịnh tối thiểu là có cả 5 chi thiền rồi. Năm B là đặt nỗ lực đúng chỗ. Dạ, vì đặt nỗ lực đúng chỗ tức là trong kinh gọi là chánh tinh tấn. Dạ, chánh tinh tấn. C là có khả năng buông xả những sở đắc, thí dụ như là bị thành tựu sơ thiền nhưng mà quán chiếu thế nào có thể bỏ được sơ thiền, thành tựu di thiền mới có thể bỏ được nhị thiền. Tức là cái gì nhấc lên được thì đặt xuống được, cái gì nắm được thì buông được. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa pháp đăng khoa hỷ cho đáp án. Alo, bữa nay quý vị nghe được không? Alo. Dạ, bữa nay như là âm thanh tốt, này điều kiện này thì tốt này. Dạ, con có lễ Đức Tam Bảo kính ảnh lễ với thượng tọa. Thì trong câu các trắc nghiệm số 4, cái sự chứng đắc tuệ giác nào sau đây? A, sự an tịnh nội tại đặc biệt là định lực. B, đặt nỗ lực đúng chỗ. C, có khả năng buông xả những sở đắc. D, cả ba câu trên đều đúng. Thì chúng ta biết rằng một cái người đắc được cái tuệ giác, mình gọi là tuệ giải thoát, thì cái sự an tịnh nội tại đặc biệt là định lực. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái một cái người mà họ đạt được cái thiền định đó, thì họ cũng có định để áp chế được cái tham dục cái lạc, để áp chế được cái trạo hối cái, rồi cái chi tầm áp chế được cái hôn trầm thiện miên cái chi tứ áp chế được cái hoài nghi cái. Như vậy thì cái chi định để áp chế được cái tham dục cái. Như vậy sự nội tại của cái vị đó do cái khả năng mình gọi là ngũ quyền hay ngũ lực nó mạnh, ngũ quyền cái lục lực nó quân bình với nhau, mình thường gọi dùng là cái sự quân bình của năm quyền năm lực đó, thì nó sẽ đạt được cái sự an tịnh, đó là đạt được cái đạo quả. Rồi cái câu B là đặt nỗ lực đúng chỗ. Bởi chúng ta thấy rằng một cái người mà khi mà họ tu tập đó, mà họ làm cho quân bình được năm quyền đó, thì họ sẽ phát sinh được bảy giác chi hoặc là bát thánh đạo. Mà trong cái bài kinh đó, ví dụ như là cái trận mưa đó, nó sẽ đổ ra sông và suối, rồi sông, rồi từ sông đổ ra biển cả, cũng giống như vậy. Một cái người mà khi họ quy được các cái pháp mà đồng sanh ở trong cái tâm đạo đó, mình gọi là bát di đạo đồng sanh đó, nó đạt được vào đúng chỗ,
tuệ lực cũng đúng chỗ, mà niệm lực, định lực, tinh tấn lực nó cũng đúng chỗ, để người đó đạt được cái khả năng, đạt được cái khả năng cao nhất. Cái câu C là có khả năng buông xả những cái sở đắc. Nó điều này nó thấy vậy, ví dụ chúng ta thấy một cái người mà họ có một cái chiếc bè rất là tốt để họ qua sông, nhưng mà khi đến bờ rồi thì họ bỏ lại chiếc bè. Dù người đó có chứng được 5 cái thiền chi đi, để an chỉ được 5 cái thiền cái, nhưng mà vị đó cũng phải buông xả những cái thiền chi đó để quán xét về cái pháp hữu vi do suy tư tác thành. Dù là cái chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi niệm, chi định đó, là những cái pháp mà ở trong cái thiền chi đó, nhưng mà nó cũng giống như chiếc bè vậy. Cái mục đích bè, dù chiếc bè nó có tốt cách mấy đó, thì cũng chỉ để đi qua bên kia, qua bên kia sông, qua bên kia biển thôi. Thì khi qua bên kia biển lên bờ an lạc rồi thì người đó phải lên. Thì cũng giống như vậy, năm cái thiền chi đó, nó là giống như là mình tu tập về, giống như chiếc bè, một chiếc bè nó quá tốt, mà giống như là trong cái bài kinh này nói về một cái người mà có sức mạnh vậy đó. Một cái sức mạnh thì bơi ngang cắt qua sông được, nhưng một người mà họ không có cái sức mạnh đó, họ yếu đuối, họ bệnh hoạn thì họ không có thể nào mà lội qua mà tắt qua kia sông được, không có khả năng. Thì cũng giống như vậy, một cái người mà họ muốn qua cái biển luân hồi đó thì họ có chiếc bè. Chiếc bè đòi hỏi đó là cái sự tu tập, cái sự mà dung dáng của chúng ta nó khéo léo, từ toàn bộ cái chiếc bè đó, từ những cái dây cột cho đến những cái phao hay là những khúc gỗ để kết lại làm bè, mà phải kết lại cách khéo léo, phải dùng dây hoặc là dùng đinh hay là dùng những cái vật liên kết với nhau cho nó chắc chắn. Khi mà mình có một chiếc bè chắc chắn như vậy thì mình qua bên kia bờ biển rất là an toàn. Thì cũng giống như vậy, một cái người mà họ dù là họ chứng đắc được các cái thiền như là sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc xả và định đó, khả năng áp chế cái ly dục ly ác bất kỳ thiền pháp, chứng bình đủ một trạng thái sơ thiền và hỷ lạc sanh, nhưng mà họ cũng thấy cái hỷ lạc này đều là pháp do suy tư đặt thành. Cái pháp này do cái tâm thiền mà nó sanh lên thôi. Các pháp hữu vi đó, ly dục là tội thắng, thì vị này hướng đến sự ly dục, và vị này giống như là người mà có chiếc bè rồi bỏ chiếc bè rồi bước lên bờ vậy. Thì một cái người mà họ đạt được 5 cái thiền chi để lắng động 5 cái thiền cái để chứng ngộ được niết bàn, thì họ đạt được cái sự niết bàn thanh tịnh đó, mình gọi là từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát. Dù là bác con đường mặt chánh hay là chiếc bè bát chánh đó, nhưng mà cuối cùng chánh trí được chánh giải thoát, vị đó phải bước lên cái sự an tịnh, bước lên cái bờ không có bị, không còn ở dưới biển mà bị sóng, bị gió, bị nước biển bị uy hiếp nữa, rồi vị đó lên được trên bờ an toàn rồi. Dù chiếc bè có tốt cách mấy, dù cái thuyền có tốt cách mấy đó, với cái mục đích là để đi qua bên kia biển mà thôi. Thì cũng giống như vậy, năm cái thiền chi đó, đó là nó giống như một người có sức lực, một sức lội qua bên kia biển, lội qua bên kia sông, lội cắt qua bên kia sông, nhưng mà qua bên kia sông rồi thì người bờ, chứ không có thể nào mà đứng dưới sông mà lội, dù là mình có sức nhưng mà cũng không có đứng dưới sông mà lội hoài. Thì cũng giống như vậy, các pháp của Đức Phật đó, ly tham là tối thắng, các pháp mà Đức Phật này dạy đó, sự ly tham là tối thắng. Như vậy thì chúng ta có cái câu đáp án là D, cả ba câu trên đều đúng. Cái sự chính đặc tuệ giác mang cái sự mang cái đặc tính là sau đây, nó cả ba cái đặc tính này đều có trong cái sự chính đặc được tuệ giác. Thì trong cái câu đáp án này, con xin cho đáp án là câu D. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại, nếu có gì cần nói thêm thỉnh thượng tọa. Chào thưa quý thượng tọa pháp tăng. Hôm nay giống như chúng tôi trúng số, thưa quý vị, sau khánh chưa bị giảng sư vị nào cũng còn biết được, và các ngài đều nói rất là tốt. Không phải ngày nào cũng được như vậy, đôi khi có những ngày mà chúng tôi gặp rất là nhiều trục trặc, có đôi khi ít các vị giảng sư mà lại gặp trục trặc nữa. Hôm nay thì đặc biệt là ngày rất là tốt, chúng ta thử thời vận một lần nữa, cơ có may mắn thôi. Thưa tòa sư Quyền, thưa tòa có còn ở trước máy không? Và nếu thượng tọa Tư Quyền
đang có mặt ở trước máy, xin thưa gọi khoan hỷ chờ đáp án câu trắc nghiệm số 5. Thưa tự quyền có mặt ở trước máy không? Thưa tổ Tân ơi, thưa tổ có còn nghe không? Nếu thưa tổ Tân nghe được, xin thưa tổ Tân hoan hỷ chờ đáp án câu trắc nghiệm số 5. Dường như ô dạ vâng, dạ thưa tổ Tân nghe được rồi. Mời quý thực tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 5 và thỉnh thưa tổ Tân hoan hỷ chờ đáp án. Từ những lời giảng của Đức Phật ở trong bài kinh này thì điều nào sau đây có thể được rút ra như những bài học cho cuộc sống hàng ngày? A. Hạnh phúc của sự an tịnh nội tâm rất lợi ích để giảm bớt những chi phối của thế sự ngoại cảnh. Thí dụ như chúng ta nói rằng năm hạ phần kiết sử, tức là những dính mắc nó có tất cả là liên quan đến ngoại cảnh, liên quan đến tế toại, những cái chuyện phiền hà như trong cuộc sống chúng ta hàng ngày chẳng hạn, thì các thiền chứng ấy, được xem như là cái cảnh giới của sự an tịnh nội tâm. Và nếu trong sự an tịnh nội tâm ấy, nó giúp cho chúng ta giảm bớt cái sự chi phối từ bên ngoài. B là nếu sự thành tựu nào dậm chân một chỗ, tức là ngăn ngại cho sự tiến bộ, có nghĩa là nếu mình chứng sơ thiền mà mình cứ ôm cái sơ thiền hoài mà không có khả năng vượt lên trên đó là mình bị ngăn ngại. Nếu mình học tiểu học mà mình cứ ôm cái mình cứ chấp vào cái tiểu học hoài, mình không sẽ lên trung học được, mặc dù cái bằng tiểu học nó cũng tốt nhưng mà phải đi tới. C là khả năng quán chiếu vô thường khổ não vô ngã trong mọi giai đoạn giúp chúng ta tỉnh táo đối với các sở đắc. Chúng ta thường có những thành tựu và có những cái thỏa mãn, thì có những thỏa mãn chúng ta dẫn đến tự mãn, và trong sự tự mãn đó giúp chúng ta bị kẹt. Thì bây giờ chính cái sự tỉnh táo giúp chúng ta vượt lên trên, và sự tỉnh táo đó nó đến từ cái khả năng nhìn lại ở trong cái nhìn vô thường, khổ, vô ngã. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính cùng trình sự tổ pháp và Tân Hoa Kỳ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sa Khai Giá. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Bây giờ chúng ta qua câu trắc nghiệm số 5. Câu trắc nghiệm số 5 hỏi rằng là từ những lời giảng dạy của Đức Phật thì điều nào sau đây có thể được rút ra từ những bài học cho cuộc sống hàng ngày? A đó là hạnh phúc của sự an tịnh nội tâm rất lợi ích lớn và những chi phối của thế sự ngoại cảnh. B là nếu sự thành tựu nào mà dậm chân một chỗ, tức là ngăn ngại của sự tiến bộ. C khả năng quán chiếu vô thường, khổ vô ngã trong mọi giai đoạn giúp chúng ta tỉnh táo đối với các sở đắc. D là cả ba điều trên đúng. Câu trên dù đúng thì chúng ta thấy cái câu A, bài học hôm nay đó thì Đức Phật dạy cho chúng ta rút ra những cái bài học. Mà phải nói rằng là câu A ở đây đó là hạnh phúc của sự an tịnh nội tâm rất lợi ích lớn, giảm bớt những sự chi phối của thế sự ngoại cảnh. Thì rõ ràng cái bài học hôm nay đó là Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách mà an tịnh nội tâm. Chúng ta phải nói việc mà chứng đắc thành tựu gì hết, nhưng mà nếu mà cái tâm của mình được an tịnh thì mình giảm bớt những sự chi phối của cuộc sống. Nào là hỷ nộ ái ố, tám ngọn gió đời, được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, vân vân. Thì do tám cái ngọn gió đời đó, do cuộc sống này hỷ nộ ái ố nó chi phối chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta để dành cái tâm của mình mà được có cái sự an tịnh cho cái đời sống nội tại đó, thì chúng tôi nghĩ đó là cái lợi ích rất là lớn. Không ít người đó là người ta gặp những cái hoàn cảnh mà người ta điên loạn,
không ít người không phải là vì người ta thiếu vật chất mà người ta lại khổ đau, từ cái tâm lý, khổ đau là do cái tâm lý, mà cái tâm lý nó không được ổn vì những cái thế sự ở bên ngoài đấy, như được và mất đó, hoặc là hỷ nộ ái ố nó chi phối cho cuộc đời này đó, thì mình cũng không sao tránh khỏi. Như vậy thì nhờ cái việc mà mình an tịnh nội tâm giúp cho chúng ta được có cái sự an lạc ở trong cuộc sống rất là lớn. Cái an lạc này là an lạc nội tại của chính mình. Do vậy đó thì thật sự là chúng ta có nhiều cái sự lợi lạc rất là lớn do cái việc mà định tĩnh nội tâm. Điều đó Đức Phật có dạy cho đối với đời sống của những vị đệ tử của Ngài. Khi mà mình biết biết gìn giữ của mình, những cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy, đó là thiền tập trong đời sống hàng ngày. Khi mà nội tâm của chúng ta có được sự an tịnh thì thật sự cái lợi ích đó nó lớn. Nói như mình thấy rằng cái lợi ích của bên ngoài vật chất nó không có bằng cái lợi ích ở nội tâm mà mình có được cái sự an tịnh. Và do đó mà mình có được cái hạnh phúc nó rất là bền vững, do là ở nội tại mình được sự an tịnh. Cái câu B đó thì nếu cái sự thành tựu nào đó mà dậm chân tại chỗ, tức là ngăn ngại cho sự tiến bộ của mình. Đức Phật dạy ở trong bài kinh hôm nay đó là cái việc mà mình tu tập để chứng từ sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, cho đến bốn thiền vô sắc đó, thì đó là những cái bước tiến bộ. Như là Đức Phật ngày dạy cho là cái việc mà người đi tìm cái lỗi cây vậy đó, nó không phải là ở chỗ là cái vỏ cây hay là cái giác ngoài giác trong, mà thật sự là cái người phải đi tìm được cái lỗi cây thì thật sự là cái người đó mới có được cái sự an lạc. Cũng như là cái đời sống nội tâm của mình á, những cái sự thành tựu hay là cái sự chứng đắc, cái sự chứng sở đắc của mình ở một mức độ nào đó thì nó cũng chỉ là chặng đường thôi, nó chưa phải là cái điểm dừng cuối cùng, và cũng không phải là cái cứu cánh, cũng không phải là cái rốt ráo mà chúng ta cần phải bước lên thêm nữa. Không phải là đứng, mặc dù là chúng ta thấy là để mà chứng được cái sơ thiền không phải là cái chuyện dễ, cái nội tâm nó thật sự là có sự an tịnh lắm. Nhưng mà khi mà cái người mà chứng được sơ thiền rồi đó thì cũng không phải là đứng được, không phải là mình chỉ đứng chững ở chỗ sơ thiền, mà mình còn phải bước lên là nhị thiền, tam thiền, rồi tứ thiền, rồi bốn thiền vô sắc nữa. Thì lần lượt cái đó là cái sự tu tập của mình. Và khi mà mình tu tập đến một mức độ nào đó thì bây giờ thiền vô sắc á, ngay cả mình chứng thiền mà phi tưởng phi tưởng đó, thì nó cũng là còn những cái trở ngại, chướng ngại nữa. Và khi mà mình thấy mình tự mãn với những cái gì mà mình có được đó, thì lập tức mình dậm chân tại chỗ đó, không phải là cái sự tiến bộ cho chính mình, mà mình cần phải vượt lên để vượt qua tất cả, chứ không phải là dậm chân tại chỗ, thì cái sự tiến bộ của mình nó không thể thành tựu được ở trên phương diện nội tâm của mình. Đó là điều mà Đức Phật nghe dạy, và làm sao để có được cái sự an lạc thật sự. Rồi là câu C là khả năng quán chiếu vô thường, khổ vô ngã trong mọi giai đoạn, giúp chúng ta tỉnh táo đối với các sở đắc. Thì rõ ràng là đối với một vị hành giả tu tập thiền quán là mình cần phải có cái sự quán chiếu. Quán chiếu vạn vật, quán chiếu đối với các pháp, đối với các pháp danh và sắc này, hay là nói là năm quẩn này, thì nó đều là liên quan đến vô thường, khổ, vô ngã hết. Cho nên nhờ quán chiếu vậy đó, mình mới có thể là nhận thức được, hoặc là mình tỉnh táo được trong mọi cái sự thành tựu của chính mình. Mình thấy còn có cái sự nhờ tỉnh táo, nhờ cái sự quán chiếu đó mà mình thấy được là mỗi cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn, mỗi một cái chặng đường để mà mình thành tựu bước qua đó thì cũng chỉ là một chặng đường thôi,
chứ cũng không thể nào giống như trong kinh Trung Bộ mà cái bài kinh trạm xe vậy đó. Đức Phật này nói là cái người mà đi xe từ ở cái thành này đến thành kia đó thì cũng phải qua bao nhiêu trạm, cũng như là cái người mà thành tựu giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, tri kiến thanh tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, thì lần lượt rồi cái vị đó mới có thể là đạt được cái tri kiến thanh tịnh được, mới hoàn toàn được sự giải thoát. Cho nên cái việc mà một cái người tu tập chỉ có cái sự quán chiếu thì mình mới có thể thấu đáo hết tất cả những cái chặng đường, những cái sự thành tựu mà mình đi qua. Thì cái bài kinh hôm nay á, thì chúng tôi thấy rằng là Đức Phật dạy về cái việc mà một vị hành giả tu tập để làm sao cho chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi bốn thiền vô sắc, rồi lần lượt rồi đoạn trừ được năm cái hạ phần kiết sử để trở thành một cái vị gọi là bất lai, bất lai bậc tam quả, rồi vị đó mới có thể thành tựu được, rồi thành đạo quả vị thánh nhân, rồi hoàn toàn giải thoát được. Đây là cái tiến trình tu tập mà nói là như là cái việc mà vị thành tựu được cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Cho nên là cái câu D là thấy rằng nói rằng là cả ba câu trên đều đúng thì đúng. Ở trong cái bài học Đức Phật dạy như vậy, trong bài học hôm nay thì chúng ta thấy Đức Phật dạy vậy. Như vậy thì chúng tôi chọn cái đáp án ở đây là D. Thấy các vị hầu như là các vị trả lời câu D hết. Dạ. Thấy Phong Lan trả lời D, Huệ Ngọc trả lời D, Pháp Lự trả lời D, Diệu Giác trả lời D, Từ Bi trả lời D, Quan Nguyệt trả lời D luôn. Dạ. Kính chúc mừng quý Phật tử. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sao thú cái chân à, thưa tòa Pháp Tân, thưa tòa Tự Quyền, không biết thưa tòa Tự Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa Tự Quyền nghe được, xin kính thỉnh thưa tòa Tự Quyền khoan hỷ cho đáp án câu, dạ, trắc nghiệm số 6. Hôm nay quý vị chịu khó trả lời các câu trắc nghiệm một chút thì chúng ta lâu lâu thay đổi không khí chứ. Thí dụ nào sau đây đúng khi nói về chỉ, samatha và quán? A. Chỉ giống như sức khỏe tốt của thân, giúp cho trí não như quán được hoạt động tốt. Điều này có ý nghĩa là nếu có những người bị tàn tật, bị đau bệnh nhưng mà trí não hoạt động sáng suốt thì chuyện đó vẫn có vậy. Nhưng mà thông thường á, thì cái sự khỏe khoắn của thân á, nó vẫn lợi cho tập. Nó lực lợi cho trí não. Khi mà thân thể được khỏe mạnh đó, thì cái trí óc chúng ta làm việc tốt hơn là thân thể suy nhược. Thành ra cái sự liên hệ đó nó giống như sự liên hệ giữa chỉ và quán đó. B. Giống như vốn liếng làm ăn. Chỉ giống như vốn liếng làm ăn và quán giống như phương cách đầu tư tốt. Có đồ óc làm ăn mà thiếu vốn cũng khó khăn. Yeah. Tức là cái thiền chỉ giống như người mình lo ăn mình có vốn. Và quán giống như mình biết được cái chuyện đầu tư và biết cách đầu tư. Nếu mà mình biết cách làm ăn mà mình không có vốn, nhà băng không cho vay thì thật sự nó cũng khó, đôi khi cũng khó khăn. C. Chỉ giống như trình độ ngữ pháp và quán như khả năng sáng tác thơ văn. Sáng tác thơ văn hay, không nhất thiết mình phải là một vị giáo sư dạy về ngữ pháp. Nhưng mà nếu mình vững về ngữ pháp, ví dụ như là người ta nói rằng một người giỏi về thơ đường thì làm thơ tự do rất hay.
Nhưng mà một người mà không có căn bản về thơ đường, không có căn bản về, đôi khi không có ngữ pháp, thì làm thơ tự do đôi khi nó vô duyên. Đây là cả bằng trên điều hợp lý. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Sư Đoàn Tuyên Quyền quan hệ cho các bác. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, dạ, con kính lễ đến chư tăng, kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Đây là một rất là hay. À, thảo luận như điều đó, ví dụ về cái giá trị của thiền quán và cái giá trị của thiền chỉ rất là đặc biệt. Con nghĩ rằng là tôi đưa ra một cái so sánh rất là tuyệt vời, và ở đó nó có một sự tuy nó dị biệt nhưng nó cũng có những cái điểm đồng mà cần phải có. Cần phải có, chúng ta phải nhớ cần phải có. Bởi vì nói sao như vậy? Bởi vì thí dụ nào sau đây khi nói về thiền chỉ và thiền quán. A, chỉ giống như sức khỏe tốt của thân giúp cho trí não như quán. Thì kính thưa quý vị, quả thật như vậy. Cái thiền chỉ đó, nó làm nền tảng. Phải nói rằng, đừng có nói rằng nó có sự dị biệt giữa thiền chỉ và thiền quán. Nhưng phải nói rằng là yếu tố của cái thiền quán đó, trong đó, để muốn thành tựu một cách tuyệt đối, một cách tốt đẹp, nó phải có một giá trị của yếu tố của định. Mà cái cơ sở, cái nội chỉ tướng chúng ta thấy, cái điều hòa về thân, điều hòa về tâm, điều hòa về hơi thở. Sau đó thì lịch mới được tính vào cái chỉ hay quán. Người thở như thế nào? Đặt tâm, di dính vào một chỗ hay là chỉ theo dõi cái hơi thở, vân vân. Thì cái đó đó, nó mới phân biệt. Thì cũng như thế nào thì một khỏe, đó là cái nền tảng nó vốn có, mà của chính là cái giá trị của thiền chỉ nó tạo một cái nền tảng. Và tiếp theo nữa, khi cái nền tảng đó thì khi có sức khỏe tốt á, thì kính thưa quý vị, thì cái trí óc nó tốt, một cái minh mẫn, một cái mẫn tuệ nó xuất hiện, không thể nào trong một thân thể yếu ốm gầy mòn đói khát mà lại có một trí tuệ tuyệt vời. Thì điều này rất là ít, rất là dị biệt. Và rất là ít, cũng có nhưng điều mà nó rất là ít. Cho nên vì vậy, tại sao mà Đức Phật Ngài, Đức Bồ Tát Ngài bỏ cái khổ hạnh là như vậy đó. Không thể nào trong một cái thân xác gầy mòn, ốm yếu, đói khát, cực khổ, mà nó lại khởi sinh lên được những cái trực quan nó sinh động, đặc biệt. Thì khó lắm. Dạ. Vì vậy cho nên câu A này rất là phù hợp. Đúng trên cái tinh thần, phải như thế. B, chỉ nó giống như cái vốn liếng làm ăn, quán giống như cái phương cách đầu tư tốt. Có đầu óc làm ăn mà thiếu vốn thì cũng khó khăn. Đúng như vậy đó, kính thưa quý vị. À, bây giờ thì cái nền tảng của trong cái việc buôn bán, ở đó nó có tức là cái gì? À, nó có thời gian, có nơi, chốn, có địa điểm đẹp. Nó có một đầy đủ tất cả rồi. Và ngay cả chúng ta có vốn luôn, nhưng chúng ta không biết cách kinh doanh, không biết cách đổi thay, không biết cách mà làm mới hay là đổi thay thì nó mới tốt được. Như một người nấu vậy đó. Bây giờ một người nấu, nếu như một cái món nước cái ăn cũng chết, mà người ta biết chuyển quá, biết chuyển đổi như thế nào thì cái giá trị của quán á, à, nó từ cái chỉ nó là một cái nền tảng cứng đó. Qua cái quán người ta sẽ chuyển hóa được. Nó không ép một cái khung như là cái thiền chỉ nó khắng khích. Còn đây thiền quán theo dõi. Và theo dõi nó cả, ghi nhớ, theo dõi nó một cách liên tục. Dạ. Thì quả thật như vậy, nếu như có đầu tư tốt, có cái vốn liếng, rồi có phương cách làm ăn, rồi có nơi có chốn, có vốn liếng đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng phải có một cái phương cách, phải có một cái sự đầu tư, cái sự suy nghĩ làm như thế nào đó mà nó tốt, nó đẹp hay không là do phải cái cách đầu tư, cái cách mà nó hơn người. Tại sao có những người vốn không có nhiều nhưng điều mà người ta làm ăn thu lợi lớn, rồi có những người có vốn lớn mà có đầu tư thì người ta nắm bớt được, người ta sẽ kết quả được cái kết quả kinh doanh, cái kết quả làm ăn của người ta nó thuận duyên, nó buôn bán, nó hội đủ yếu tố rất là tốt đẹp.
Thì cũng vậy, để thành tựu được một cái giá trị lớn tốt đẹp thì chúng ta nó chỉ quán nó phải nó phải tiến thối một cách linh hoạt, một cách điều hòa. Thì đây chính là một điều mà tất cả chúng ta, nếu như có làm hay không có làm, chúng ta làm ăn hay là có buôn bán hay là tất cả mọi thứ gì đó, thì chúng ta hiểu Phật chính sự tu tập cũng như vậy, nó phải có những yếu tố nhất định. Ở đó những yếu tố nhất định đó mà chúng ta còn phải có một trí tuệ để quán chiếu cái sự tỉnh giác, cái sắc tiết sammacchaya, nó nằm ở cái chỗ đó, tức là cái tỉnh giác biết được nhận được, đó chính là biết được cái sự sanh sự diệt, cũng như là kinh doanh buôn bán, biết được cái sự thị hiếu, biết được cái sự đổi thay, biết được cái gì nó đang mạnh mẽ, vân vân, cái gì nó đang thu hút, thì cái đó chính là cái tâm mình nó như thế nào trong sự tu tập. Dạ, thì đây chính là câu B này cũng là hợp lý ở trong cái trắc nghiệm này. Và câu C, chỉ nó như là một trình độ ngữ pháp, quán như là khả năng mà sáng tác thơ văn. Quả đúng như vậy, một người mà khi mà giỏi văn giỏi chữ nhưng chưa chắc là giỏi thơ giỏi làm thơ, đúng như vậy, nói năng chuẩn mực, viết lách hay viết văn viết thư một cách đầy đủ ngữ pháp, chủ ngữ vị ngữ vân vân, tất cả đầy đủ và đúng đắn, bỏ câu và chấm phẩy một cách đầy đủ, nhưng chưa chắc họ có những cái mảng văn, hay là có những cái bài thơ, hay có những mảng văn mà nó cao vút, mà nó bay cao, và nó có thể làm thơ được, coi như là nó vừa đúng chữ đúng nghĩa đúng lý luôn, thì cái điều này nó rất là khó. Thì quả thật để phát huy được cái điều đó thì nó có một cái, nó có cái hợp lý, mà khả năng đó, khả năng chính là ngoài ra cái chữ văn hay chữ giỏi là một chuyện, nhưng điều đầu óc phải linh hoạt nữa. Và cái chúng ta biết là cái tức là họ cảm được, họ nhận được, chỉ đi đến một cái sông, đi đến một cái núi, đi đến một cái hồ, đi đến một cái rừng, đi đến con đường hun hút như vậy, nhưng bắt đầu ý thơ của họ, ý tứ của họ khởi sinh lên, họ phát ngôn ra một cách đầy đủ, một cách coi như là chúng ta giật mình, ủa tại sao mà họ tuyệt vời, họ hay quá. Thì chính mà cái tuyệt vời, họ hay quá đó chính là cái gì, là cái tư tưởng của chính họ, cái suy nghĩ của chính họ nó cao vút, và thế là họ sáng tác ra những bài thơ như là chúng ta như thấy như là Lý Bạch hay Tô Đông Pha hay là Nguyễn Du Truyện Kiều, hay hoặc là chúng ta biết là Bùi Giáng, vân vân. Chúng ta thời hiện đại này Bùi Giáng, bây giờ cứ thử suy nghĩ đi, ông ta vừa kêu ông làm một bài thơ lục bát cho chúng ta, ông nhìn chúng ta cái ông làm như là chứa sẵn ở trong đâu, nó trào ra, thì là tư tưởng ông có đủ, ông có nhiều cái cảm tác, cảm xướng, cảm nghĩ mà ông nói ra là chính xác, là đúng đắn, là rất là tuyệt vời. Cho nên đây á, là khi mà chúng ta tu tập á, nên có một cái sự suy tư một cách đúng đắn, một cách lý, để chúng ta hiểu biết rằng trong cái quá trình tu tập đó chúng ta phải có một cái sự phân kỳ phân ly một chuyện, nhưng đâu đó nó rõ ràng rồi, nó còn có một cái vượt thoát lên, tức là nó không có bị, bởi vì khi mà nó đến cái quán đó, nó không còn chấp, nó không còn một cái hạn kỳ, cái định mức nào cả, mà vị ấy biết cao vút, biết với tới những cái điều mà phải nói rằng là chỉ có quán mới làm được, hiểu biết rõ ràng một cách, sự suy nghĩ một cách căn bản, một cách tốt đẹp. Cho nên đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự phân biệt, thế nó giống mà nhưng nó khác, là chỉ một giá trị khác ở trong cái quy trình đứng một cái sát na đó, nó cái hướng khác, nhưng đều phải nói rằng nó đều có một sự hỗ trợ chứ không phải là không. Dạ, thì đây chính là hỏi rằng đáp án như thế nào, thì đáp án đây chính là cũng là đáp án của câu D, câu ba câu
cả ba câu trên đều hợp lý. Nếu chúng ta nói hợp lý thì nó gọi là nó hợp lý. Thì xin Huệ Ngọc thì chúc mừng Huệ Ngọc là D, Từ Bi là D, Pháp Lữ cũng là D, Pháp Lữ tính chọn câu A nhưng điều cuối cùng là chọn câu D. Và con kính cùng thỉnh thượng tọa quay trở lại, nếu có đi giường bồ túc thì kính cùng thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Sao thuộc cái chuyện là thượng tọa tùy quyền, cái bạch chi tôn đức và thượng quyền Phật tử. Khi chúng ta học Phật pháp thì chúng ta cố gắng so sánh đối chiếu, cân nhắc. Có một điều rất là sợ là khi chúng ta học chúng ta chỉ nắm lấy một góc. Ngày xưa chúng tôi nhớ là ở gần ngày Tịnh Sư sư trưởng, các thầy thường nhắc một câu nói của người Trung Hoa là tận tính thư bất như vô thư. Nếu mà đọc mà cả tinh quá, cái gì cũng đem sách giống như con mọt sách này, thì tốt hơn là đừng có sách vở. Sách vở là bôi bổ cho trí óc nhưng mà không phải là sách gì về giáo điều. Để chúng ta cái gì cũng là cái bệnh giáo điều là bệnh rất là đáng sợ. Ngày nay chúng ta hay có một cái bệnh là chắc còn một câu nào đó, một pháp nào đó. Bởi vì trong bài học này chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi các thiền thiền vô sắc như là không vô biên, thức vô dư, biên vô sở hữu. Nhưng mỗi từng thiền đó thì Đức Phật đều dạy rõ là một vị có khả năng để tự quán chiếu, thấy được cái bản chất của vô thường, khổ não, vô ngã trên mỗi từng thiền như vậy. Thì ngay ở đó thì có thể chứng đắc cái đạo quả của là đoạn tận năm hạ phần kiết sử, chứ không phải chờ leo lên hết tất cả mọi thứ. Đây là điểm rất là tinh tế mà chúng ta cần chú ý. Mình học Phật pháp mà mình cứ bám lấy một kiểu thôi, một cách thôi thì rất là nguy hiểm. Do việc ngày hôm nay chúng ta nghe có nhiều sự tranh luận, chúng ta phải đọc kỹ lời ở trong kinh điển. Ngay cả thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, mà đã có nhiều sự ngộ nhận, nhiều sự hiểu lầm, và Đức Phật phải tốn rất nhiều thời giờ để mà ngài giảng rõ về điểm này. Và chúng ta phải nói rằng Tôn giả Ananda đã có những cái sự tinh tế khi mà các ngài đặt đi đặt lại những câu hỏi trực tiếp với Đức Phật, và nhờ như vậy chúng ta có được những cái lời dạy rất là sáng sủa từ đến ngày nay. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày ứng tứ đặc biệt. Thông thường thì ở trong dương lịch thì mỗi một năm chúng ta chỉ có 28 ngày của tháng 2 thôi, tức là tháng 2 thì có 28 ngày, nhưng mà mỗi 4 năm thì chúng ta lại có một cái tháng nhuận, đó là 29 tháng 2. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 2, cũng là ngày rất là đặc biệt. Thì cái năm mà có ngày 29 trong dương lịch là năm đặc biệt, và cái năm mà có 2 tháng nhuận cũng là năm đặc biệt của âm lịch. Năm nay chúng ta có 2 tháng 4 nhuận, tức là 2 tháng 4 âm lịch đó. Năm nay mùa Phật đản có thể tổ chức trong 2 tháng 4. Và quý Phật tử hỏi chúng tôi rằng, nếu mà một năm mà có cả dương lịch cũng nhuận mà âm lịch cũng nhuận á, thì nó có gì đặc biệt? Thì chúng tôi cũng biết trả lời thế nào, chỉ là đặc biệt dương lịch. Nhưng mà năm nay thì chúng ta có 2 năm nhuận của âm lịch và 2 năm nhuận dương lịch. Và trong cái ngày 29 tháng 2 đặc biệt năm nay đó thì chúng tôi lại có được tương đối là đầy đủ chư tôn đức ở trong room, và các ngài cầm biết tốt, trả lời tốt. Như vậy thì chắc là năm nhuận năm nay năm tốt, cũng là tương đối rất là đặc biệt. Chúng tôi mong rằng khi mà quý vị học Phật pháp, ngoài những cái bài giảng của chư tăng, thì chúng ta có thời giờ để đi vào trong phần thảo luận. Bởi vì những phần thảo luận đó nó cho chúng ta nhìn thấy nhiều cái điểm tương phản, và cả hai phần đều quan trọng hết. Có nhiều người nghĩ rằng mình nghe pháp thôi, tại sao mình còn phải hỏi qua hỏi lại, nói tới nói lui. Nhưng mà thật sự mà nói đó, thì chính những cái sự so sánh, đối chiếu, cân nhắc nó lại làm cho chúng ta sáng tỏ một số những cái ý mà khi mà chúng ta nói bình thường chúng ta không có lưu tâm tới.
Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thu lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Sa thu lành thai. Con khai ma thai mặt. Đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Hơn đại chúng đã